Lauren là một đả nữ kiêm điệp viên siêu hạng do CIA cài vào để chống phá các hoạt động của KGB, hay còn được gọi là Ủy ban An ninh Quốc gia của Nga trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Cô phải tới Berlin để truy tìm một cuộn phim bí mật nắm giữ tính mạng của nhiều điệp viên khác và có ảnh hưởng đến hòa bình của thế giới. Cùng với những trợ thủ đắc lực nơi đất khách quê người, cô nàng phải chống chọi với các thế lực ngầm luôn ẩn mình trong bóng tối, cũng như giải đấu thiên la địa võng do một tên điệp viên não to IQ310 khác giăng ra. Người phụ nữ tóc vàng này chính là nữ điệp viên Lauren vừa trải qua một trận chiến sống còn và hậu quả để lại là những vết thương chằng chịt trên cơ thể. Sáng hôm sau cô bị buộc phải tham gia một cuộc thẩm vấn của cấp trên về những gì đã xảy ra trước đó. Đáng lưu ý là trong đó có một thành viên cấp cao của CIA, người mà cô gái tỏ ra vô cùng khó chịu với sự xuất hiện của ông. Chuyện là trong một buổi sáng mưa tầm tã, nữ chính được sếp giao cho nhiệm vụ đến Berlin để tìm tên sát thủ người Nga đã thủ tiêu một người đồng đội cũ tên James mà cô từng làm việc cùng. Hắn ta đã cướp một cuộn phim mật có ảnh hưởng tới an nguy cả thế giới. Người giúp đỡ cô trong nhiệm vụ lần này là Bersivan, điệp viên số 1 của tổ chức ở Berlin. Anh chàng này đang điều hành một khu ổ chuột chứa đầy những gã mộng mơ dùng ngọn cỏ ven đường để hái được mây, hay còn gọi là đá thủ, và người nghiện thì thường sống tình cảm lắm. Trong buổi tối nọ, cảnh sát ập và định bắt Bersivan, nhưng anh đã giả bộ làm rơi giấy tờ rồi đấm vào bi gã sĩ quan, xong xuôi thì giải quyết gọn gẽ tên còn lại. Sau đó anh khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát rồi nhảy xuống căn hầm bí mật để trốn thoát. Về phía Lauren, khi vừa xuống sân bay thì cô nàng đã bị hai tên điệp viên giả dạng dụ lên xe. Nhờ vào kinh nghiệm dày dặn mà nữ chính nhanh chóng phát hiện đây là một cái bẫy. Ngay lập tức cô rút chiếc cuốc mình đang mang ra tẩn tên ngồi kế bên không trượt phát nào rồi đạp hắn văng xuống xe. Sau đó nữ chính đấm luôn cả tên tài xế, tháo dây an toàn của hắn và điều khiển vô lăng cho xe lao vào giải phân cách. Nhờ vào kỹ năng sinh tồn thượng thừa mà Lauren đã sống sót sau vụ lật xe rồi bỏ đi cùng Bersivan. Đây là lần đầu gặp gỡ, nhưng có vẻ anh chàng đã kết nữ chính vì tính cách mạnh mẽ quyết đoán của cô. Từ đó anh ta lẻn vào phòng của Lauren, nhưng món quà mà cô dành cho anh là một chai rượu thủy tinh vào đầu. Tiếp theo, nữ chính bắt đầu đi tìm manh mối về chiếc đồng hồ có chứa cuộn phim rồi đến nhà của James khám xét. Lúc cô nhặt bức ảnh có chụp nam điệp viên quá cố và Bersivan thì đột nhiên cảnh sát lập tức ập đến. Bản năng sát thủ lại trỗi dậy, Lauren dùng kế nghi binh bằng cách bật nhạc thật lớn và đứng mai phục sẵn với một sợi dây trong tay. Cô dễ dàng khống chế một tên bằng một cú quất thẳng vào mũi rồi tước súng gã còn lại kèm một cú sút cực mạnh vào mặt. Hai tên đứng canh nghe tiếng động nên từ từ tiến vào và chịu chung cảnh bị bón hành. Gã đầu tiên bị siết cổ từ và giật ngược cho bật ngửa. Giờ cô đang tay không đánh với tên đô con với cây baton trên tay. Cô dùng đồng đội của hắn làm bia đỡ đạn rồi dùng cái nồi ném vào đầu gã trước mặt. Nữ sát thủ toàn canh chỗ hiểm để ra đòn khiến đám cảnh sát không tài nào địch lại. Tên to con nhất bị Lauren đạp văng vào cái bàn kiếm trông rất đau đớn. Quân tiếp viện tới nã súng liên tục khiến cô phải nhảy ra khỏi lầu để trốn thoát xuống tầng dưới. Có điều hai tên lính gác đã phát hiện ra hành tung bí mật của nữ sát thủ nên chúng ra lệnh cho cô dừng lại, nhưng bị Lauren vật lăn ra sàn và dứt điểm bằng báng súng. Ngày hôm sau, nữ điệp viên cải trang để qua bên kia bức tường Berlin nhằm tiếp tục điều tra. Biết mình bị đám điệp viên Nga theo dõi, cô lẻn vào rạp chiếu phim và ấn nút báo cháy xông thẳng xuống hầm tác nghiệp. Vừa bước vào cửa, cô đã bị tên to xác nắm cổ, nhưng đáp lại hắn là một cú đấm vào giữa ngực gây tắt thở tạm thời. Cô nàng đẩy cái kệ sắt nặng trịch đè lên người hắn. Chưa kịp nghỉ ngơi thì Lauren lại phải đối mặt với một tên nữa. Một đấm được nữ sát thủ tung ra nhưng hắn dễ dàng né được và túm lấy cô. Dù rất mệt nhưng Lauren phải ra sức tung đòn hòng thoát thân. Cô tung tuyệt kỹ liên hoàn đấm kèm với một phát đạp đau điếng, nhưng kẻ thù như có da bọc sắt nên hắn không hề tỏ ra hề hấn gì. Cô gam nốt chùm chìa khóa vào mặt hắn, nhưng tên trâu núi không biết đau mà còn nhấc bổng nữ chính lên bóp cổ. Tên này vật nữ chính ra sàn rồi đạp cô bay ra sau tấm màn bạc. Biết mình đang thất thế nên Lauren lập tức rút lui trong im lặng. Tới hôm đó, nữ chính tìm đến Delphine, một cô gái trẻ người Pháp mà cô gặp ở quán bar lúc trước. Delphine biết mọi thông tin về Lauren và cả người cộng sự Bersivan. Sau đó chẳng hiểu kiểu gì hai người lao vào nhau như hai con thú đói mồi rồi thực hành sinh học 8 cực mạnh trên giường. Thì ra là Lauren dùng mỹ nhân kế để moi thông tin từ cô nàng kia. Về phía Bersivan, anh hẹn tên sát thủ người Nga đến để mua đồng hồ chứa cuộn phim mật mà hắn đang giao bán. Thế nhưng gã to xác phát hiện ra anh là đồng đội cũ của gián điệp James nên định trừ khử luôn, mà không ngờ rằng Bersivan đã đi trước một bước. Anh thủ sẵn một cây đinh trong tay và bất thình lình xoay người lại găm nó vào chính giữa trán của tên đầu gấu Nga ngố, khiến hắn chết không kịp ngáp. Giờ đây anh chàng này đang giữ thứ mà nữ sát thủ của chúng ta đang tìm kiếm. Điều bất ngờ là Bersivan không thông báo cho nữ chính biết về tin đó mà giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra rồi dắt cô đến chỗ của người đàn ông tên là Eddie. Anh giải thích lý do là vì ông ta ghi nhớ mọi thứ trên cuốn phim kia. Kế hoạch tiếp theo của cặp điệp viên là hộ tống Eddie và gia đình qua biên giới an toàn. Tuy nhiên chuyến đi không hề dễ dàng vì trên cao là những tên lính bắn tỉa đang lên nòng sẵn sàng hạ gục mục tiêu. Bersivan dường như biết điều đó vì anh liên tục nhìn lên trên cao nhưng lại làm ngơ như không biết. Anh không ngờ rằng Lauren đã có kế hoạch dự phòng mà trong đó những người biểu tình đều sẽ bật dù ra che khuất tầm nhìn của lính bắn tỉa.
Tưởng chừng như SD đã an toàn thì bất ngờ có viên đạn găm thẳng vào bụng của người đàn ông tội nghiệp. Họng súng đó chính là của Bersivan, nữ chính không hề hay biết đồng đội của mình là kẻ đã ra tay và nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi vùng nguy hiểm, nhưng lại bị hai gã sát thủ khác chặn lại ngay cầu thang. Hai bên ghìm nhau một hồi rồi nữ chính quyết định ra tay trước. Cô lao ra dùng một tay không chế tay cầm súng của kẻ thù và bắn vào vùng hông của hắn một phát trước khi tung một trò vào mặt. Có điều nên này quá khỏe nên hắn đáp trả bằng một cú đấm trời giáng vào mặt nữ chính. Cô nàng lấy lại tỉnh táo và bất ngờ quay lại đẩy hắn và đồng sự vào vách tường rồi tung liên hoàn đấm cùng gối khiến tên kia lăn xuống cầu thang. Doreen vật kẻ địch ra nhưng sơ suất bị tên đầu gấu kia quất cái túi vào mồm. Chưa kịp thở thì hắn lại xông tới và nữ chính phải phản công nếu muốn sống sót ra khỏi đó. Cô vận sức đạp hắn rơi xuống cầu thang một lần nữa nhưng lại bị tên còn lại đẩy xuống theo. Lúc này hắn đã thấm mệt và mất máu khá nhiều bởi vết đạn lúc nãy. Nữ điệp viên cứ thế nhắm vào vết thương mà ra đòn khiến tên này ngã quỵ. Đồng sự của hắn rút một con dao găm ra để chơi cận chiến nhưng Lauren né hết mọi đòn tấn công và bẻ gãy cổ tay hắn rồi bồi thêm mấy nhát đâm. Đồng đội hắn tới giải cứu nhưng rốt cuộc cả hai đều bỏ mạng dưới tay nữ sát thủ của chúng ta. Tiếp đến cô lắp một cây súng không có đạn làm vũ khí cận chiến và mai phục sẵn chờ con mồi. Khi hai kẻ địch đi tới, nữ chính lao ra thôi báng súng liên tục vào dã ngực tên đi đầu và cướp súng thổi tung não của gã còn lại. Cặp sát thủ tiếp theo xông vào nhưng chưa kịp làm gì thì tên đầu tiên đã bị toác sọ. Gã còn lại cũng có phần lép vế hơn Lauren nên bị cô liên tục đánh gãy các khớp. Nhưng hắn đã phản đòn bằng một cú vật rất mạnh khiến cô nàng nằm bất động dưới sàn. Hắn lò mò tìm khẩu súng định kết liễu nữ chính nhưng Lauren đã kịp lao tới đẩy hắn té rồi dùng cây đèn ngủ quật liên tục vào người. Hai người quấn nhau một hồi lâu trước khi Lauren dùng cái bếp từ vào mặt khiến hắn nằm xả lai. Chưa hết nữ chính bỏ tới trụ kính vỡ để lấy một cây đinh giấu trong bàn tay. Cô đợi khi kẻ thù xông tới khống chế thì bất ngờ đâm vào mắt và cổ hắn. Tên châu bò cuối cùng cũng gục ngã trước sự kiên cường của Lauren. Khi dẫn Ed đi ra ngoài thì nữ sát thủ đã dùng súng khống chế một cảnh sát rồi cướp xe anh ta. Đang lái xe trên đường thì kẻ bị cô tẩn cho sống dở chết giờ lúc nãy từ đâu chạy tới chặn đầu xe. Không đợi hắn phá được kính, cô nàng mạnh dạn rút súng bắn thêm hai phát rồi cán kẻ thù chết tươi. Tình hình của Eddie lúc này không ổn chút nào vì máu ở bụng đang loang ra không ngừng. Từ phía sau có một chiếc xe chở những tay súng lại bám đuôi cặp đôi này nhưng Lauren đã kịp rút súng bắn chết tên tài xế khiến chiến xe lật ngửa giữa đường. Khi đến đoạn đường cách đó không xa, xe của họ lại bị chặn lại nên nữ chính quyết định re xe lùi qua ngã tư. May cho họ là chiếc xe tải từ bên trái đến chậm hơn vài giây nên kẻ bám đuôi đã lãnh đủ cú tông đó. Chưa kịp hoàn hồn thì họ lại bị một ô tô khác đâm văng xuống biển. Tình cảnh của Eddie và Lauren lúc này rất nguy kịch, chân của ông bị kẹt bên dưới còn nước thì đang dâng lên với tốc độ chóng mặt. Tàn nín thở dưới nước của nữ điệp viên lúc này đang tỏ rõ sự hiệu quả. Cô lấy một hơi thật sâu rồi cố gắng đạp thật mạnh vào chỗ để chân để cứu đồng đội. Nhưng đáng tiếc là Eddie đã không qua khỏi, vì thế Lauren buộc phải bỏ chiếc xe và đồng đội lại để bơi lên mặt nước. Trong bộ đồ ướt sũng, nữ chính đi khập khiễng trên phố một cách vô định. May mà người đồng đội đã phát hiện ra và đưa cô về căn cứ. Sau đó, anh cải trang để qua mặt đám lính gác cổng rồi đưa nữ gián điệp đến chỗ bí mật an toàn hơn. Ngồi một mình trong phòng, Lauren nhớ lại mình đã đưa áo khoác cho Bersivan lúc mới tới chỗ của hắn. Cô phát hiện một con chip theo dõi được gắn vào áo choàng của Eddie xấu số. Trong lúc đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa ở ngoài nên cô nàng vừa lấy cây súng rồi từ từ tiến lại gần. Thì ra đó là Delphine chứ không ai khác. Hai cô gái này đã bị Bersivan gài bẫy và lợi dụng như những con tốt thí. Tức giận, Delphine dọn đồ tính bỏ đi thì bất ngờ bị một gã đeo mặt nạ tấn công từ đằng sau. Cô nàng lấy hết sức bình sinh để lột mặt nạ hắn ra và đó không ai khác chính là Bersivan. Cô cố gắng bỏ tới chỗ con dao dưới sàn dùng nó đâm vào bên sườn của kẻ thù, cũng không quên bồi thêm một cú chí mạng vào sau lưng. Tay điệp viên cố gắng dứa lên lấy điện thoại bàn tát vỡ alo cô gái tội nghiệp rồi lấy sợi dây xiết cổ cô đến chết. Lauren ở ngoài bấm chuông nhiều lần nhưng không ai mở cửa. Lúc cô xông vào thì đã quá trễ vì Delphine đã tắt thở. Sau đó Lauren cố gắng nhớ lại và sâu chuỗi lại các sự kiện rồi tìm những bức ảnh mà Delphine chụp lén tên Bersivan lúc hắn trao đổi thông tin cho kẻ thù của CIA là KGB, thì ra hắn là điệp viên hai măng cho cả Anh và Nga. Nhờ những bức ảnh kia mà Lauren dễ dàng lần ra tung tích của gã điệp viên hai măng và găm con dao vào bánh xe để hắn không bỏ trốn được. Khi tên này đang nguyên thuyên về lý tưởng sống của hắn, nữ chính ghim vào đầu hắn một viên kẹo đồng rồi tước đi chiếc đồng hồ mà cô cho là thứ chứa đựng tài liệu mật. Trong phòng thẩm vấn, Lauren đưa ra những tấm hình chụp Bersivan và điệp viên của KGB rồi đổ mọi tội ác lên đầu hắn. Ba ngày sau, nữ chính tới Paris với một thân phận mới là sát tre. Tại đây cô lại bắt tay với KGB và đưa chiếc đồng hồ cho tên điệp viên người Nga. Hóa ra nữ chính của chúng ta cũng là điệp viên hai măng cho CIA và KGB. Tưởng chừng đã yên thân để gác kiếm giang hồ thì đám sát thủ KGB lại bước vào với túi xác cùng khẩu súng. Chúng muốn cô ngoan ngoãn đứng lên túi xác để đỡ mất thời gian đôi bên, nhưng một người can trường như Lauren thì làm sao cô dễ dàng đưa tay chịu chó như vậy. Nữ chính từ từ thò tay vào xô đá để lấy cây súng rồi xử lý ba tên địch trong nháy mắt. Sau đó cô nấp sau ghế sofa rồi bất thình lình nổ súng giết chết hai tên còn lại.
tên điệp viên cuối cùng cũng đã bỏ mạng vì viên đạn của Lauren đã găm sâu vào cổ hắn. Cuối phim, cô nàng bước lên chuyên cơ riêng của đặc vụ cấp cao CIA trong phòng thẩm vấn ở đầu phim. Sau tất cả, cô nàng thuộc về CIA của Mỹ chứ không phải là điệp viên cho Anh hay Nga. Có thể nói Atomic Blonde là một tuyệt tác phim hành động với những pha đánh tay đôi mãn nhãn trong nhiều cảnh one shot được đầu tư rất công phu. Ngoài ra, chúng ta còn được xem một màn đấu trí căng não bởi bộ phim có cốt truyện khá phức tạp về chủ đề điệp viên hai mang trong bối cảnh bức tường Berlin sắp sửa sụp đổ. Điều đó khiến khán giả phải động não về mọi nước đi được tính toán kỹ lưỡng của tất cả các tuyến nhân vật.